Xin chào các bạn, mình là Đăng. Ở cái clip này mình sẽ review con Spider-Man này. Con này có tên là Burning Atlas. Thì cái điều đầu tiên mà khi mà cầm trên tay, cái điều đầu tiên đập vô mắt đó chính là cái phần thiết kế rất là đặc biệt. Phần trigger cũng đặc biệt luôn. Thì đối với những bạn nào mà mới chơi hoặc là chơi được một thời gian ngắn thì nhìn con này cũng khó có thể nào xác định được nó thuộc dòng nào. Thì con này thuộc dòng PI. Thì đối với con này có cái gì đặc biệt? Thì như trước giờ các bạn biết, thì dòng PI nó theo một cái khuôn khổ, một khuôn khổ chung đối với các con. Nếu mà không có xem qua chuyện á thì sẽ không thể biết được cái con này. Thì con này nó đã vượt qua khỏi cái khuôn khổ đó. Nó tạo nên một cái bước tiến mới một về cái thiết kế. Nó tạo nên điểm nhấn, sự khác biệt. Nó không còn theo một khuôn khổ như trước nữa. Thì con này của Takara sản xuất vào năm 99 tại Nhật Bản. Thì con này nó về cái phần cấu tạo thì cũng tương tự như những con PI khác. Nó vẫn giữ được cái nét đặc trưng. Phần chân vẫn có cái chốt để khóa phần thân vào chân. Nhưng đối với con này là cách lấy cái phần thân ra. Đối với con này thì cái phần thân là một cái phần tách biệt, có cái bộ co, cái ngàm của nó. Con này thì nó chia ra 3 phần tách biệt. Thì các bạn thấy cái bộ co, cái ngàm nó khá là dài, nó dư ra một khoảng. Thì nó cũng để tạo một cái đường trượt để bi nó ổn định hơn. Ổn định cái đường bắn, đang ổn định đen đường bi. Thì đây mới là cái phần nén viên bi. Đây là phần thứ nhất. Cái phần tiếp theo là cái phần trigger. Trigger được thiết kế rất là đặc biệt. Nó to và dài. To và dài. Thì được gắn ở phía trên. Còn đây là cái phần magazine. Bên đây là để gắn cái tay cầm. Và cái phần thứ ba là cái phần chân. Phần chân này nó đã vượt bậc hơn trên trong thiết kế. Nó trở thành một cái như một cái bệ chính để kết nối được trigger và cái phần thân lên. Thì các bạn thấy ở đây là cái đường trượt để bi, để dẫn bi chạy ra. Cái phần chân bây giờ nó như một cái bệ để cho Spider-Man trụ vững, phù hợp với kiểu bắn. Đối với con này nó sẽ có hai cách bắn, hai chế độ. Thì cái cơ bản thì là cái phần trigger nó như vậy, bắn từng viên. Thì như các bạn thấy ở đây nó có cái phần trượt để chúng ta trượt cái phần thân lên đây. Nó vẫn có cái phần rãnh này. Nếu mà có phần rãnh này thì khả năng cao con này vẫn có thể gắn được cái trigger bình thường và dùng phần chân con khác để gắn vào. Thì mình sẽ thử luôn. Đây là con CBA Roto PI. Đúng như mình suy đoán, nó có thể gắn được sticker bình thường. Và nó không thể gắn trên cái phần chân của nó được.
nó có thể sử dụng được chân của con khác. Đây là một cái điểm đặc biệt, nhưng mà nó vẫn bị vướng do cái thiết kế riêng biệt, không gắn hẳn vào được. Có thể một con nào đó, cái chân của một con nào đó có thể gắn vô, nhưng mà chiếc gơ thì có thể gắn được chiếc gơ thường. Đây là cách gắn. Ở đây có một cái chấu và đây là cái phần rãnh. Đặt nó vào đúng cái phần rãnh và xoay. Này các bạn thấy đây là chế độ bắn một viên. Thì khi bỏ bi vào bên cái phần ống này nó sẽ chạy vào đây, nằm yên ở đây. Và chiếc gơ từ trên nhấn xuống nó sẽ đẩy viên bi trượt ra. Các bạn thấy ở đây nó có cái phần trượt để viên bi chạy ra. Thì trên cái chiếc gơ này nó thiết kế một cái đường rãnh luôn, để khi các bạn nhấn xuống viên bi chạy ra thì cái phần này nó sẽ, cái rãnh này nó sẽ lọt qua cái phần trượt, để giảm, nói chung là để giảm tải cái lực tác động lên, hạn chế sự gãy hỏng. Còn phần thân gắn vào, cái việc đặt lên trên và nhấn xuống rất đơn giản. Khóa chốt. Và đó là cái phần chung. Thì mình sẽ cho các bạn xem thử cái lực bắn của nó khi bắn bằng một viên. Con này nó sẽ có hai chế độ bắn và cũng có hai cách bắn. Cách bắn thứ nhất, cầm bình thường như vậy bắn. Và cách thứ hai, các bạn có thể dùng sức của mình đập mạnh chiếc gơ xuống thì lực bắn sẽ tăng lên. Nhưng mà đối với con này, nếu bắn bằng cách đó nó sẽ nguy hiểm. Về lâu dài nó sẽ ảnh hưởng và có thể dẫn đến bị vỡ nứt và có thể dẫn đến tình trạng gãy chiếc gơ. Thì các bạn nào lạm dụng quá thì cái chuyện nó sẽ xảy ra, cho nên là chơi một cách hạn chế và cẩn thận. Các bạn thấy lực bắn của nó thế nào? Rất khủng khiếp. Lực bắn rất, phải nói là rất là mạnh. Đó là lực bắn bình thường của nó với cách bắn bình thường. Đó là giữ nhấn chiếc gơ bình thường. Còn đây mình sẽ thử bắn cách thứ hai. Thì cái cách thứ hai này nó sẽ gây hại đến bia mang rất là nhiều, cho nên các bạn nhớ cẩn thận khi chơi. Cái lực phát ra nó sẽ mạnh hơn bình thường một chút xíu và cái sự ảnh hưởng cũng tăng cao. Thì cách bắn đó mình có thể, mình nghĩ có thể áp dụng trong cái chế độ bắn thứ hai. Thì cái này chế độ bắn một viên, mình sẽ cho các bạn xem chế độ bắn thứ hai của nó. Thì muốn chuyển qua chế độ thứ hai, chúng ta phải tháo cái phần chân ra.
Đây mình sẽ chuyển qua chế độ bắn thứ hai cho các bạn xem. Di chuyển cái phần magazine qua bên này. Chúng ta sẽ dùng tới cái phần này. Ở đây có một cái nắp. Cái nắp đó sẽ sử dụng qua bên này. Và còn cái phần này. Và cả cái ống này sẽ là cái nơi chứa bi. Thì cái ống này chứa được khoảng 3 viên bi. Thì khi các bạn dùng hết sức nhấn trigger xuống, nó sẽ dâng ra 3 viên bi cùng một lúc. Đó là cái chế độ bắn thứ hai. Thì cái phần trên trigger này chúng ta xoay lại cho nó đúng hướng. Và cứ việc gắn vào bình thường. Đây là cái hình dạng thứ hai, chế độ bắn thứ hai. Đây các bạn thấy chiếc gơ nhấn được xuống hết mức. Đây cái phần ống giữ bi này nó đã cao lên, chứa được nhiều bi hơn. Cái phần ống này chứa được tối đa 3 viên bi. Viên bi thứ tư nó sẽ nằm bên đây để tiếp bi thêm. Đối với chế độ bắn này, cầm như thế này sẽ rất là khó bắn. Tốc độ viên bi rất là khủng khiếp. Cái lực tay mình không đủ để bắn hết 3 viên bi ra, vẫn còn sót viên này, nó chỉ ra được có 2 viên thôi. Mình sẽ vì cái review này sẽ sử dụng cách bắn như thế này. Phải như vậy thì mới ra được hết 3 viên bi. Thì nó rất là nguy hiểm, rất là dễ hư. Cho nên các bạn nhớ thận trọng khi chơi. Bắn thì rất là đã, nhưng mà nhiều quá sẽ hư, uổng lắm. Thì mình đã review xong con này cho các bạn. Các bạn có thể dựa vào đó và mua, sử dụng và cân nhắc trong khi sử dụng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Hẹn gặp lại vào các clip sau.